cái chân đồ là sự lựa chọn bắt buộc ở bên phía bên mình phải khóa vào, bởi Đúng vì rồi. đây là cái vị tướng duy nhất có khả năng giảm được cái độ trâu bò của phía bên kia. Nếu mà chọn thêm cả Heaven là anh ta lại quyết định đi ngược lại cái khúc sông lên đường trên, và khi anh ta quay ngược trở lại, rất may mắn cho King Jay, đó là cái quay cuối cùng của Alola nó không trúng, chứ nếu không trúng thì chắc chắn là Heaven đã phải trả giá bởi cái tính mạng của những người đồng đội của mình. Đường này thì Jin đã phải tốc biến né đi cô số màu của Mèo Ú. Wow, Mèo Ú đã có tình huống mà không di chuyển lên cao. Mèo Ú thì đang ở gần đó, tôi nghĩ rằng đã có dịch chuyển đến từ Maokai rồi. Đó, dịch chuyển bắt đầu tấn công. Akiho bị kiệt sức, anh ta bị làm chậm bởi tán xạ tiễn, nhưng sát thương lực của Lissna vẫn còn rất nhiều. Quay ngược trở lại, sạc đàn thấp máu, King Jay bật chiều cuối tiếp cận, nó lại là tốc biến lên, tuyệt vời. Đích điểm được Heaven và người chiến công đầu đó là Mèo Ú. Akiho cũng thấp máu, anh ta là phải lên bạn ném tố, và đó là double kill dành cho người đi rừng của mình. Anh Mèo Nhật Phép, King Jay bị giữ chân lại, và một tình huống mất 1, 2, 3, 4 người của Tora 2 số 9. Đầu tiên là một pha rất quyết đoán của tập thể Minh Nhật Phép. Họ đã quyết định Nafa lao ra chiêu cuối và Mèo Ú, nhưng một góc không đẹp và chỉ giúp cho Mèo Ú lùi xa ra khỏi cái trụ của mình mà thôi. Thì Minh Nhật Phép đánh rất ăn ý với nhau. Tình huống rồng này có tranh chấp và rồng thuộc về bên phía của Tora 269, và người giữ lại nó đó chính là Heaven. Mèo Ú đã phải lên bài ném số, Heaven thấp máu, anh ta tốc biến nhưng anh ta cũng đã phải nằm xuống. Cú chiêu cuối đó của Jin không trúng ai cả. King Jay bị sạc ngậm và King Jay với sạc sẽ lùi về. Với cả cái dây cuồng nổ tốc độ đánh là có khu vực đường dưới này, Sạc đang bị đá ngược trở về và đánh đu rất điêu luyện, đó là Mèo Ú, và giúp cho đồng đội của mình có thêm được một điểm hạ gục. Được vậy tốc biến gì đâu, ý là nếu anh ta có thể tốc biến sớm thì có lẽ là đã thoát, nhưng cái cao chuyện mà cái lượng sức chịu là cũng là khá khá đó. Một cái giáp lưới nhưng ba trang bị nhỏ này, để xem là nó có giúp cho anh ta chống chịu được hay không đây. Không được, không được. Tốc biến qua tường, tốc biến qua tường bỏ chạy, có đằng sau lưng đó Lissna tốc biến theo, vẫn tiếp tục xả sát thương và du ngoạn thì một sạc đáp xuống, quy không trúng ai cả, kiệt sức vào Lissna. Phía bên này Alola dứt điểm được King Jay, sạc cố gắng lùi về, bên trong thì Alola tiếp cận Heaven, Heaven bị dứt điểm, đó là điểm chiến công dành cho Jinky. Hai điểm hạ gục dành cho vị trí của Minifest, thì họ hai cũng là đồng lửa và không biết Heaven có cướp được không, để đài băng tiễn chúng vào Alola, nhưng sát thương vẫn còn rất nhiều. Mèo đá ngược được đối phương về trước khi phải nằm xuống, anh ta vẫn giữ lại được con rồng lửa đó. Alola đi bằng con đường băng giá lùi về đồng đội của anh ta đang cố gắng chạy bộ. Sạc đang cố gắng quy để làm chậm Akiho, cú bumerang của Lissna gây thêm sát thương, và bánh mì Nhật Phép đang luồn một cái đường hình như là muốn quay ngược trở lại và muốn. Tora 2 số 9 phải biết được rằng đối phương đang ăn rồng, không có rừng thì Mèo Ú đang ở đâu. Tôi không nghĩ rằng Mèo Ú sút bất cứ ai về là điều tốt. Đại băng tiễn làm chúng choáng được Alola. Alola bị đẩy ngược trở về bằng cái chiêu cuối đó của Hafa, đang băng vào rất nhiều người bị mất máu. Sạc lên bảng điểm số đầu tiên. Heaven cố gắng bắn chiêu cuối vẫn chưa dứt điểm được ai cả, và con rồng nó giúp cho anh ta làm cái việc đó. Bên phía bên kia bánh mì Nhật Phép vẫn chưa mất ai. Tora 269 chỉ còn lại một người, đó là Jin, và cố gắng bỏ chạy. Anh ta chạy đi đâu đây, không còn đường chạy về, và một tình huống quét sạch cộng với một rồng dành cho bánh mì Nhật Phép. Có vẻ xem anh ta đây làm gì để du ngoạn thủy. Một dịch chuyển của cả King Jay xuống, muốn giữ là con Baron này, muốn câu kéo nhưng làm sao giữ được đây. Không có cách nào để cho 269 giữ lại được cái con Baron đó cả. Tôi nghĩ là dịch chuyển bảo vệ con lính, muốn mở giao tranh. Sạc kéo được một nửa lượng máu của Akiho, anh ta đang chịu sát thương từ trụ, nhưng trụ thì đã bị phá hủy. Quyết định không băng vào đó là Alola, chỉ muốn lấy trụ mà thôi, và họ đang muốn chừng ra một tí trước khi tấn công khu vực dưới của Big Bang, và buộc cho Hafa phải dựng cái dĩa mặt trời lên, bởi vì Jin King Jay Baron mất một nửa lượng máu. Sạc đang cố gắng làm chậm và kéo được bao nhiêu máu thì hay bấy nhiêu. Baron đang bắn vào bên phía bánh mì Nhật Phép, Hafa đã bắt đầu dựng lính và kích hoạt chiêu cuối tốc biến lên. Hafa combo lùi về, Alola tiếp cận từ cánh bên hông, anh ta giữ chân được Hafa nhưng sạc ngắm Hafa ngay lập tức. Jin thì cố gắng bỏ chạy, anh ta đã bật cho mình cái hàng giải thuật. Bên phía bên kia đang bị phản công, mất rất nhiều máu, đã dứt điểm được một người, đó là hỗ trợ, và cả khu vực đường giữa nữa. Jin phải tốc biến bỏ nhà đi bụi, và 269 hai người phía bên này là King Jay và Heaven, không ai bảo kê cho họ. King Jay anh ta còn nguyên lượng máu, anh ta còn nguyên giáp hồi sinh nhưng không còn xạ thủ để bắn được nữa, và anh ta chỉ có là cái pha chớp nhoáng của Minifest. Anh có thấy là King Jay phải đi một cái đường vòng rất xa để có thể tiếp cận với những người đồng đội của mình không? Đó là một cái lỗi kỹ thuật khá nặng ở trong pha giao tranh đó. Và anh ta không có màu cai, đặc biệt là Fed họ đã chớp lấy thời cơ quá nhanh đi. Hà pha ngay lập tức. Jin thì có Mèo Ú, Mèo Ú đứng cạnh Jin, Mèo Ú anh ta không quan tâm những vị trí còn lại, chia người rất đều như vậy.
những vị trí trọng yếu bên phía Hamilton chính không làm gì được cả. Bây giờ giao tranh ở khu vực này, xe thấp máu và anh ta chưa kịp bật cái giáp giày của mình đã phải lên bảng điểm số. Hafa thì bị giữ chân lại, Iloda bây giờ là người chăm sóc anh ta. Hafa phải bỏ chạy, có con đường băng giả đi theo, có cả những con lính giúp cho Hafa lùi về. Nhưng anh ta lùi về được thì đồng đội của anh ta đã phải nằm xuống đến 3 người rồi. Chắc chắn là chiến thắng 2-0 dành cho Minifest rồi. Chẳng có cách nào để cho 269 có thể gượng lại được ở thời điểm này nữa rồi. Họ lao vào giao tranh, họ đã tận dụng thời cơ, tận dụng thời gian then chốt được tốt. Chiến chê vẫn muốn giữ nhà, nhưng điều đó là không thể. Chẳng ai quan tâm đến anh ta cả. Đó, bây giờ thời đại này là thời đại của gạch đá rồi, chẳng ai quan tâm đến cây cả. Và quyết định là quan tâm một tí đến cái cây. King Jay anh ta là người nằm xuống ít nhất và anh ta vẫn còn cái giáp hồi sinh đó, cái giáp thiên thần. Đồng ý là nó có ba tác dụng mang lại: kháng phép, giáp và cái hiệu ứng hồi sinh. Nhưng cái quan trọng nhất khi bạn lên giáp thiên thần